Chị Cầm, con vừa đi đâu về? Con sáng nay bố về sớm mẹ ạ. Con vẫn chưa trả lời câu hỏi của bố. Dạ, con mới đi học thêm lớp toán về ạ. Bố đã biết hết mọi việc rồi. Thưa bố, con... Từ ngày mai, con sẽ quay trở lại lớp học bố đã đăng ký. Thôi, nhanh lên thay quần áo mình xuống ăn cơm. Tại sao chứ? Con muốn đi theo con đường của mẹ là sai à? Cả về cái chết của mẹ con luôn, tại sao mẹ con lại chết? Bố cấm con đừng nói về điều đó. Con ghét bố, con ghét bố. Đi cầm, đi cầm. Bố cấm con đừng nói về điều đó. Con ghét bố, con ghét bố.
Hãy subscribe.